này thì huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đã chia sẻ rằng nhiều khả năng thì ông sẽ tung ra một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ nhằm dưỡng sức cho những trụ cột trước trận đấu bán kết lượt về của Europa League gặp Celta Vigo. Thế nhưng thực tế trên sân đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Có lẽ là những màn đấu khẩu trước trận đấu đã khiến cho Jose Mourinho không muốn thất bại trước người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, cũng như là tiếp tục giữ được mạch bất bại của mình tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Có vẻ như mọi tính toán của Jose Mourinho lại không cho ra một kết quả đúng. Thay vì một đội hình với nhiều cái tên trẻ trung, thì huấn luyện viên Jose Mourinho chỉ để duy nhất Arsène Toine-Djebe ra sân. Còn lại vẫn là những gương mặt đủ để giúp Manchester United có kết quả tốt trước Arsenal như Wayne Rooney, Juan Mata, Herrera, Carrick hay De Gea. Đội khách đã đứng vững trong hiệp đấu đầu tiên nhờ những pha cản phá xuất thần của thủ thành người Tây Ban Nha. Và thậm chí còn có thể vượt lên dẫn trước nếu như Wayne Rooney tinh tế hơn trong pha bóng mà Holding đã có đường chuyền về bất cần cho thủ thành Petro Cech. Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng sau giờ nghỉ. Arsenal mở tỷ số sau pha sút xa có phần may mắn của Xhaka khi bóng chạm người Herrera và trở nên quá khó để De Gea có thể thêm một lần xuất sắc cản phá. Khi mà đội khách chưa thể ổn định đội hình để tìm kiếm bàn gỡ thì họ đã thua bàn thứ hai trong một tình huống mà hàng thủ chơi thiếu tập trung và để người cũ Danny Welbeck thoải mái dứt điểm. Trong khoảng thời gian sau đó, có cảm giác những điều chỉnh của huấn luyện viên Jose Mourinho là để giữ sức cho các trụ cột như Herrera, Mkhitaryan và Mata trước trận bán kết lượt về Europa League với Celta Vigo hơn là những thay đổi để mang tới những bàn gỡ. Hình ảnh chậm chạp và thiếu chính xác của Wayne Rooney cũng phản ánh rõ màn trình diễn của Manchester United ở trận đấu này. Trận đấu còn chưa khép lại nhưng đã có rất nhiều cổ động viên ra về. Đơn giản, họ không tin có gì đột biến ở những phút cuối cùng. Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Huấn luyện viên Arsene Wenger lần đầu tiên vượt qua Jose Mourinho tại giải Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà không chỉ ngắt mạch 25 trận bất bại của đội khách mà còn nuôi hy vọng dự UEFA Champions League mùa giải năm sau khi chỉ còn kém đội xếp thứ tư là Manchester City 6 điểm nhưng đã ít hơn một trận.